Hello chị Chi. Dạ. À, mình vừa mới tháo nẹp hả chị? Dạ đúng rồi. Hôm nay được 7 ngày ha, sau dạ. khi nâng mũi cấu trúc đệm trung bì. Đúng không chị? Dạ đúng. Hôm nay là ngày thứ 7, em thấy là cái mũi mình ít sưng lắm á chị. Dạ. Một trong những cái trường hợp rất là ít sưng. Dáng mũi đã rất là rõ rồi. Mặc dù ở chỗ này, hai bên này mình còn hơi sưng nhẹ nè. Dạ. Nhưng mà cái sóng độ nghiêng, góc nghiêng á, là nó đã chính xác rồi ha chị ha. Dạ. Và em nhìn thấy ở đây rất là tự nhiên. Thì trước đây chị Chi, mình chưa bao giờ nâng mũi đúng không? Dạ chưa. Mà mình không hài lòng về cái mũi mình chỗ nào? Dạ, hồi trước thì mũi hơi thấp, không có sóng, cánh mũi hơi to. Là khi mình về từ Mỹ là mình đã quyết định chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc từ đầu rồi hả chị ha? Dạ, đúng. Và khi mình tư vấn thì chắc là trong đầu mình cũng nghĩ là cần phải thu cánh ha. Dạ. Nhưng mà bác sĩ giải thích cho mình là không cần thiết. Dạ. Và em thấy bác sĩ nói như vậy cũng rất là chính xác. Dạ, đúng chị. Rồi. Bây giờ thì hai cánh mũi rất là đẹp luôn. Nếu mà nhỏ nữa thì cái mặt mình nó sẽ hơi cân xứng. Bác có cho coi trước hết rồi, bác cân xứng những gương mặt đó. Bác cho chị xem những cái hình ảnh phát thảo trên máy. Dạ, đúng không? Rồi. Hôm nay là ngày thứ 7 thì bữa giờ khi mà chị làm mũi thì chị có cảm nhận gì về cái quy trình làm mũi ở Dr. Fay chị? Dạ, ở đây thì rất là nhiệt tình, tư vấn tất cả mọi thứ rất là nhiệt tình, rồi rất là sạch sẽ, mọi thứ rất là an toàn, làm theo đúng quy trình là khám sức khỏe rồi này kia. Mặc dù là bữa đó em gấp lắm, em kêu là hỏi khỏi khám thì là kêu không được. Khám xong rồi phải ở đây chờ này kia là hết tất cả là mới cho làm. Có nghĩa là mình có nguyện vọng là thôi mình làm cho nhanh đi đúng không? Dạ, đúng khỏi rồi, phải tại khám vì sức khỏe. Không có thời gian. Không có thời gian, tranh thủ thời gian. Nhưng mà ở đây bắt buộc mình phải khám sức khỏe và có cái kết quả đạt tiêu chuẩn thì mới được làm đúng là không? Mọi chị? Thứ là rất là hài lòng. Khi bác sĩ tư vấn chị thì chị cảm nhận bác sĩ Phương như thế nào chị? Dạ, bác sĩ Phương ở ngoài thì nhìn hiền hậu hơn nữa. Nhìn hiền hậu, nhìn rất là thân thiện, rất là nhiệt tình. Em rất là tò mò, không biết là cái lý do gì chị biết bác Phương và chị chọn bác Phương ha? Dạ, thì em biết bác Phương là qua mẹ. Hình như là mẹ có theo dõi bác ở trên mạng. Thì em coi thì em thấy em thích là bác làm dáng mũi rất là tự nhiên. Không có cao quá, không có ấy. Với lại hôm tư vấn thì bác cũng tư vấn theo cái da của mình này kia. Là bác khuyên là nên làm cái dáng vừa đủ thôi. Dạ, ha. Đúng rồi. Vậy thì trong thời gian chị theo dõi bác Phương là khoảng bao nhiêu lâu? Và khi mà chị quyết định về đây á, thì chị có đi tư vấn thêm đâu nữa? Dạ không. Tới đây tư vấn là em làm luôn. Mình theo dõi bao lâu? Em theo dõi thì cũng chắc cũng cả năm, 2 năm á. Mà bữa nay mình mới có dịp về. Hôm nay mới tháo nẹp thôi nhưng mà không biết là bữa giờ có ai nhận xét về cái dáng mũi mình chưa? Dạ có, mẹ em nhìn qua cái nẹp là mẹ khen đẹp rồi. Là chắc chắn là qua cái nẹp nó sưng nhưng mà mình cũng thấy được cái mặt. Dạ đúng rồi, với lại phần ở dưới đây, góc dưới nhìn lên với lại cái độ cao này kia. Các cái góc đều chuẩn ha. Dạ. Thì nhân đây thì em cũng xin phép được cho mọi người xem lại cái hình ảnh và so sánh với hình ảnh bây giờ ha. Dạ. Cả nhà có thể thấy rất là rõ ràng cái sự khác biệt ở góc mặt chính diện này. Cả nhà để ý cái mũi cũ của chị nè, rất là thấp sóng và đầu mũi to bè như chị nói, đồng thời hai cái lỗ mũi chị rất là lộ hách nè cả nhà thấy không ạ? Thì bây giờ chỉ sau 7 ngày thôi, sóng mũi chị đã có rồi, đầu mũi thì rất là gọn ha, mà không cần phải thu cánh, đồng thời là em thấy là mũi kín hơn, làm cho toàn bộ cái gương mặt có vẻ rất sang trọng hơn và nhìn nó tươi tắn hơn rồi cả nhà. Mặc dù là đang còn sưng nha, cả nhà nhìn nè, lúc đầu thì hai cái lỗ mũi của chị rất là to bè và thậm chí là nó không có đều ha, trụ mũi của chị ngắn nè, tạo ra một tổng thể cái đầu mũi này nó to bè ha. Còn bây giờ cả nhà nhìn giùm em ha, lỗ mũi nó có dáng hạt chanh rất là đẹp luôn, trụ mũi nó kéo dài hơn và tổng thể thì nó gọn gàng hơn. Mình nhìn cái góc này mình mới thấy rõ cái hiệu quả của việc dựng trụ nè. Đây là cái góc nghiêng nè cả nhà thấy rất là rõ cái đầu mũi nó bật hơn và nó kín hơn không ạ? Sóng mũi thì nó có độ lượng đẹp hơn so với trước đây ha. Không biết là trong quá trình nâng mũi thì mình có chọn dịch vụ tiền mê không chị? Dạ có. Và em muốn lắng nghe xem là cái ý kiến của chị về cái việc là tiền mê có nên chọn hay không ạ? Dạ tiền mê thì rất là nên chọn. Tại em chọn cái dịch vụ tiền mê là nó không đau. Không đau, rất là nhẹ nhàng mà sau đó thì cũng ấy, trước hoặc là sau. Trước và sau đều không đau hay không? Không đau. Vậy là theo như chị đánh giá như vậy thì chị có khuyên mọi người nên chọn cái tiền mê không? Dạ rất là khuyên là nên chọn tiền mê. Không biết trước đó chị có sợ đau không chị? Dạ sợ. Nhưng mà khi mình trải nghiệm rồi khi mình trải nghiệm rồi thì không thấy đau, không thấy. Đây là cái feedback mà cho mọi người, những ai đang lo lắng về đau hay cả nhà ha.
Và cá nhân chị thì bây giờ được ngắm cái mũi mình sau cái tháo nẹp rồi, thì chị đánh giá cái mũi mình như thế nào nè? Dạ em hài lòng. Mặc dù là mọi người nói là đang còn hơi sưng một chút xíu, dạ, nhưng mà rất là vừa, rất là gọn. Cả cái phần hai bên cận mũi như thế này nó cũng đang còn hơi sưng rồi chị. Dạ. Có thể cái mặt mình cũng hơi sưng nữa. Dạ. Mà khi khoảng 14 ngày thôi sau phẫu thuật thì mọi thứ nó sẽ từ từ nó hồi phục rất là nhanh. Dạ. Và lúc đó em nghĩ là nó còn đẹp hơn nữa ha. Dạ. Em chúc mừng chị và cảm ơn chị đã tin tưởng bay từ Mỹ về Việt Nam để làm chiếc mũi này. Mong là chị sẽ gặp được thật là nhiều những cái thuận lợi trong tương lai với cái dáng mũi mới này nha. Dạ, em cũng xin cảm ơn bác sĩ Phương và đội ngũ nhân viên rất là nhiều.